Vâng, chào các bạn. Hôm nay chúng ta lại đến một cái chương trình trò chuyện của BTV. Và hôm nay mình muốn giới thiệu với các bạn một bạn doanh nhân trẻ rất là đặc biệt. Bạn sở hữu một cái thương hiệu gọi là The Farm. Bạn là người tự làm ra, tự chế biến và có thương hiệu riêng. Và xuất phát của bạn thì bạn không có liên quan gì tới cái ngành này hết. Tuy nhiên vì một cái đam mê mà bạn lại đi. Vậy thì bây giờ bạn có thể cho mọi người biết rằng là họ tên của bạn là gì, hiện nay là bao nhiêu tuổi, đã có gia đình chưa? Và nghe đồn là trước kia bạn đâu có liên quan gì tới cà phê đâu. Vậy thì bạn cho mọi người biết đi ạ. Dạ, xin chào tất cả các bạn. Mình tên là Nguyễn Thành Tính. Hiện tại mình 31 tuổi. Mình cũng vừa lập gia đình được tròn 5 tháng. Đúng là thực tế là xuất phát của mình là làm trong lĩnh vực kiến trúc. Mình tốt nghiệp trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh. Thì thực sự là cái duyên đối với cái cà phê nó cũng xuất phát từ từ một cái dự án thiết kế kiến trúc. Trong đó mình có thiết kế một cái khu vực dành riêng cho ẩm thực và cà phê. Thì khi mà mình có cái cơ duyên để làm tiếp cái dự án về quán cà phê thì lúc đó mình cảm thấy cái thế giới cà phê này nó rất là tuyệt vời. Và từ đó mình bắt đầu tìm hiểu từ pha chế, từ cách cà phê nguyên chất nó thực sự là như thế nào. Rồi sau đó mình trực tiếp đến những cái vùng nông trại cà phê. Bởi vì mình biết là cái cà phê nguyên chất, cái chất lượng của nó được quyết định rất là lớn bởi cái nguồn cà phê đầu vào. Và từ đó mình bắt đầu tìm hiểu làm việc với người nông dân sẽ như thế nào và điều kiện canh tác như thế nào. Và sau đó cái quá trình rang nó cũng rất là vất vả, và thực sự là mình cũng phải tiêu tốn rất nhiều cái số lượng cà phê đáng kể. Và ngày hôm nay mình cảm thấy rất là tự hào để có thể cho ra được cái chất lượng cà phê hoàn toàn nguyên chất nhưng mà vẫn có cái hương vị rất là tuyệt vời. Song song đó mình cũng tìm hiểu về lĩnh vực trà, thì rong ruổi tới tận những cái miền cực bắc ở Hà Giang của Việt Nam, thì mình tìm ra được cái dòng trà Sang Tuyết, cũng là cái dòng trà mà rất là nổi tiếng. Và cái dòng trà này nó cho những cái chất lượng hương và vị rất là sâu, rất là thơm, và cái hàm lượng những cái chất có lợi cho sức khỏe, chống oxy hóa và phòng chống ung thư rất là cao hơn hẳn. Và đặc biệt là cái dòng trà này được trồng hoàn toàn thủ công bởi những người dân tộc đồng bào ở miền cực bắc Hà Giang. Rồi, bạn cho mình hỏi là vì sao là bạn lại đặt cái tên là The Farm? Và ở trên là nó có hình cái con gà. Bạn cho mọi người biết lý do chút xíu ạ. Thì thực sự khi mà suy nghĩ về những sản phẩm mà nó thực sự chất lượng, nó phải bắt nguồn từ cái nông trại, thì mình cảm thấy cái tên The Farm nó trở nên rất là gần gũi. Thì sau khi mình suy nghĩ cái hình ảnh mà nó đại diện cho cái chữ The Farm, thì mình thấy cái hình ảnh con gà rất là mang rất những cái ý nghĩa rất là gần với cái tinh thần mà mình mong muốn. Bởi vì cái hình ảnh con gà nó là cái hình ảnh mà rất là quen thuộc với cái đời sống của người nông dân. Và đó là cái hình ảnh nói lên cái sự cần cù, sự chăm chỉ, cái sự nghiêm túc trong cái lao động. Và nói về sản phẩm của mình thì trà và cà phê là những cái sản phẩm mà nó giúp cho mình mang lại cái sự tỉnh táo, thì cái hình ảnh con gà này nó cũng giúp cho mình nói lên cái sự tỉnh thức để hiệu quả hơn trong công việc. Thì đó là những cái hình ảnh mà cái logo cũng như cái tên The Farm của mình mong muốn mang lại cho các bạn. Cái chữ The Farm này nó cũng còn mang cái ý nghĩa là những cái sản phẩm mà mình mang tới cho các bạn là những cái sản phẩm mà được chắt chiu, được chọn lọc rất là kỹ lưỡng từ chính cái nguồn nguyên liệu đầu vào. Nếu mà nói tiếng Anh gọi là from farm to cup, thì đó là cái thông điệp mà mình muốn gửi gắm đến những người thưởng thức, những người đam mê cà phê và trà. Cái con gà thì nó thường hay thức dậy sớm đúng không? Dạ. Ở đây mình nhìn thấy đây là cái con gà trống đây. Đúng rồi. Và nó dậy sớm và nó gáy, nó hót rất là nhiều. Thường thường các bạn thấy những người thành công thì họ hay có thói quen là dậy sớm. Đúng rồi. Vậy thì cái cà phê này dậy sớm uống nó có ngon hay không, hay là nó làm sao, hay là phải uống buổi đêm, hay là phải uống như thế nào, bạn có thể chia sẻ chút xíu được không ạ?
Tại vì mình thấy bạn ghi này, thứ gì cho người thích gu cà phê mạnh và đậm đà, tỉnh táo, sảng khoái tức thì. Rồi bên này thì cái chữ là cà phê tinh tế. Và cho người có hương vị ngọt ngào, nghĩa là hai cái này nó khác nhau cái gì? Bạn có thể cho các bạn biết được không ạ? Dạ. Thì đầu tiên nói về sản phẩm cà phê của mình thì thưởng thức bất cứ lúc nào cũng cảm thấy tuyệt vời. Nhưng mà chắc chắn cái buổi sáng là cái thời gian mà bắt đầu một ngày mới với cái không khí tĩnh lặng, với những cái ấp ủ trong một ngày, thì thưởng thức một ly cà phê buổi sáng luôn luôn rất là tuyệt vời. Còn về cái hai cái dòng cà phê này, mình muốn đáp ứng cho hai cái phong cách thưởng thức khác nhau. Dòng cà phê truyền thống để đáp ứng cho những người mà đã quen với cái vị cà phê đậm, có chút đắng của cái phong cách cà phê Việt Nam, thì cái dòng này dành cho những người mà có cái gu cà phê mạnh. Còn cái dòng cà phê tinh tế thì nó sẽ cái vị của nó sẽ nhẹ nhàng một chút, nhưng mà ngược lại thì cái hương thơm thật của cà phê nó rất là nổi bật, thì nó đáp ứng cho những người mà không có quen với cái độ mạnh quá nhiều của cà phê, nhưng mà họ muốn thưởng thức cái phong cách nhẹ nhàng, thoải mái và cái hương thơm quyến rũ cà phê, thì cái dòng cà phê tinh tế này nó đáp ứng cho được cái nhu cầu đó. Rất là tuyệt vời. Yeah. Vậy thì ngoài cái việc làm cà phê thì mình thấy các bạn còn làm trà. Dạ. Và trà đây nó có tên là trà Sang Tuyết. Bạn giải thích cho mọi người biết cái tên trà Sang Tuyết là cái trà như thế nào ạ? Dạ. Trà Sang Tuyết, để mà phân tích cái nghĩa thì sang có nghĩa là sơn, nghĩa là trà này chỉ trồng tốt nhất ở những cái vùng núi cao, và những cái vùng Tây Bắc là những cái vùng mà nó cho cái độ cao tuyệt vời nhất. Còn tuyết ở đây, bởi vì cái điều đặc biệt của cái giống trà này, đó là trên những cái búp non của nó có những cái lông tơ mịn, và những cái lông tơ đó nó là cái nơi mà hấp thụ xương, hấp thụ những cái tinh túy của trời đất, và nó mang đến cái vị ngọt tuyệt vời của cái dòng trà này. Thì sang tuyết chính là cái ý nghĩa của cái trà đó. Trà sang tuyết. Và ở Việt Nam thì những cái vùng đất nào là có cái trà này tốt nhất? Những vùng miền núi phía Bắc, và những cái vùng mà có độ cao rất là cao, ví dụ như Hà Giang, Yên Bái, là những cái vùng mà khởi thủy của cái giống cà phê. Và ngày nay mình vẫn còn lưu lại được một vài cái gốc trà mà có cái niên đại 300-400 năm vẫn còn cho ra được cái lá đó. Rất là tuyệt vời. Vậy thì cái trà của bạn đang cầm lên tay đó, nó có nguồn gốc xuất phát từ đâu? Vùng trà này của mình được trồng ở huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang, nằm trên cái vùng núi Tây Côn Lĩnh của Tây Bắc. Bạn đã từng đến đó chưa? Trực tiếp mình đã đến đó, và thực sự là cái hành trình để mà tìm ra cái giống trà này nó cũng rất là gian nan. Khi mà mình nhảy lên cái chuyến xe rất là cũ kỹ để mà đi đến cái huyện này, thì đi qua rất là nhiều cái đường đi rất là hiểm trở, và khi mà mình đến được tới nơi, đặt chân xuống cái vùng đất đó, mình mới biết là mình vẫn còn sống. Và điều tuyệt vời là cái phần thưởng cho cái sự mạo hiểm đó chính là mình tìm được cái vùng trà mà tuyệt vời nhất, ưng ý nhất từ trước đến giờ của mình. Mình cũng có dịp đã từng đi Hà Giang rồi, mà mình hiểu cái cảm giác bạn nói. Nói chung Hà Giang nó cực kỳ đẹp, mình đi cái dịp tháng 11 vào cái dịp gọi là hoa tam giác mạch nó nở. Đẹp vô cùng. Tuy nhiên bây giờ kêu mình đi Hà Giang lại lần nữa thì mình không đi. Bởi vì đường nó quá nguy hiểm. Nhưng mà nó vô cùng đẹp. Tuy nhiên bạn nào chưa đi thì mình khuyên bạn một lần đi. Bởi vì nó vô cùng đẹp, đẹp như tiên cảnh. Và mình hiểu được cái điều bạn đang chia sẻ. Và cái trà của bạn là lại là trà túi lọc. Bạn có thể lấy cái túi lọc đó ra cho mọi người biết. Và cái túi lọc của bạn nó khác với người khác nó như thế nào? Bạn có thể lấy ra cho mọi người thấy biết đây không? Mà các bạn cùng tìm hiểu về cái dòng trà túi lọc này. Thì phong cách thưởng thức trà của mình, nói giờ mình hay suy nghĩ là dành cho những người lớn tuổi, bởi vì họ có thời gian, họ có thể thông thả để thưởng thức. Nhưng mà mình muốn đem cái dòng trà này để có thể giới thiệu với các bạn trẻ, hay là những người thanh niên, hoặc là những dân công sở mà có ít thời gian hơn, nhưng mà vẫn muốn thưởng thức những cái gì đó tuyệt vời nhất của Việt Nam mình. Thì cái dòng trà túi lọc này nó đáp ứng được cái nhu cầu là nhanh và tiện lợi. Có nghĩa là mình không cần phải chuẩn bị tách hay là pha ấm nước hay là tráng ấm gì trước,
và sau đó phải vệ sinh và vứt xác trà rất là vất vả. Thì cái trà, cái dòng trà kim tự tháp này, bởi vì nó có kim tự tháp thì các bạn thấy là cái hình thù của nó giống như là một cái kim tự tháp, và cái chất liệu này làm hoàn toàn từ tự nhiên, đó là cái tinh bột bắp, và nó là sản phẩm túi lọc của Nhật Bản. Và cái đựng ở trong đây chính là cái dòng trà sang tuyết tuyệt vời mà mình mới giới thiệu cho các bạn. Thì khi mà thưởng thức cái dòng trà túi lọc này, mình được chiêm ngưỡng cái lá trà nó bung ra, nó nở ra như thế nào, và cái chiết xuất của nó cũng rất là tối đa, cho nên là mình có thể thưởng thức cái phong cách trà của những người lớn tuổi, nhưng mà theo cái sự sống động rất là mới mẻ. À, dạ. Là cái này mình thấy mới. Bình thường mình cũng thấy người ta có một cái trà túi, dạ, mà rồi. Hình như là mình thấy trà túi kia nó bằng giấy. Đúng rồi. Thì phải và như nó bằng bột không à? Dạ đúng còn rồi. Cái này thì mình thấy nó có khác á. Vậy bạn phân biệt được cái chỗ đó? Dạ đúng rồi. Cái trà, cái dạng túi lọc cũ thì nó rất là nó rất là kín và nó không có chứa được nhiều cái dung tích của cái nguyên liệu bên trong. Và khi mà nó kín rồi á, và nó để mà chiết xuất được cái dạng túi lọc đó thì bắt buộc người ta phải làm nhuyễn cái nguyên liệu đó đi, thì đồng nghĩa với việc là cái nguyên liệu nó mình không biết cái nguồn gốc như thế nào, mình không biết cái chất lượng lúc đầu của nó như thế nào, bởi vì nó đã thành bột hết rồi. Thì cái dòng trà này mình vẫn thấy được, à rõ ràng đây là từng cái lá trà, bởi vì cái trà của mình là mình chỉ thu hoạch là một cái búp ở trên cùng và hai cái lá ở phía trên, những cái non, lá non mà nó rất là thơm và rất là ngọt. Thì ở đây bạn có thể nhìn thấy được khi mà pha mình thấy nở ra cái lá trà là bạn có thể biết được, à rõ ràng cái trà này nó chính xác là như vậy. À, dạ. Vậy là cái trà túi lọc của bạn nó rất là đặc biệt. Dạ đúng rồi. À, mình cũng lần đầu tiên nghe. À, và cà phê của bạn, nói về cà phê phiên giấy của bạn nó là sao ạ? À? Bạn có thể cho mọi người biết cái sản phẩm cà phê phiên giấy của bạn nó như thế nào ạ? À? Dạ. À. Cái cà phê phiên giấy nó cũng là một cái sự nỗ lực phát triển để mình mong đem tới cái nhu cầu, đáp ứng cái nhu cầu về sự tiện lợi cho người thưởng thức. Bởi vì với cái đời sống công nghiệp ngày hôm nay thì những gì mà nó có thể nhanh, có thể tiện lợi thì nó mới được nhiều người sử dụng. Thì cái trước đây khi mà mình nói về cái cà phê tiện lợi, thường là mình hay suy nghĩ về cái cà phê bột, cà phê hòa tan uống liền. Nhưng mà thực sự cái chất lượng cà phê đó nó rất là kém và nó rất là nhiều hương liệu, cả chất bảo quản nữa. Thì cái dòng cà phê này nó đáp ứng được cái nhu cầu là mình vẫn có sự nhanh gọn nhưng mà mình vẫn uống được cái cà phê nguyên chất. Thì nó cái cà phê phiên giấy sở dĩ nó có tên như vậy bởi vì nó cũng là một cái kiểu cà phê mà chăm nước giống như là mình pha phin, nhưng mà cái chất liệu của nó là từ cái chất liệu giấy từ Nhật Bản, và cái chất liệu này hoàn toàn an tâm về cái sức khỏe cho người sử dụng. Thì khi mà bạn dùng cái cà phê này, bạn chỉ cần xé cái miệng túi ra và cài vô cái nắp cái hai cái thành ly là và bạn chăm nước ở trong đây giống như là bạn uống một ly cà phê phin nguyên chất. Và nếu mà các bạn có thể ngửi được cái hương cà phê thì mình sẽ thấy cái mùi cà phê nguyên chất nó rất là tuyệt vời và khác hẳn với lại cái cà phê hòa tan mà mình vẫn đang uống mỗi ngày. Wow. Khi mà mình đi công tác hay đi bất cứ đâu, đi du lịch nên là mình có thể xách một cái một vài túi đi, bỏ trong túi túi áo là có thể nhanh chóng thưởng thức được ly cà phê rất là trọn vẹn. Quá tuyệt vời. Dạ. Vậy thì bạn các bạn thấy chưa, bạn Tính đã tập trung đầu tư từng cái sản phẩm một, mỗi sản phẩm của bạn là nó có một cái đặc trưng rất là riêng. Các bạn thấy cái phiên giấy này bỏ vào, thậm chí vào trong cái cốc bằng sứ cũng được. Các bạn có thể rất là thuận lợi, có thể bạn cầm đi khắp mọi nơi, các bạn có thể cầm đi ra nước ngoài. Vừa rồi mình không biết, mình đi ra nước ngoài chắc mình cũng cầm theo rồi. Bây giờ thấy bạn giới thiệu mình mới biết. Vậy thì các bạn thấy ra kinh doanh là cần phải tập trung rất là nhiều thứ. Và vừa rồi các bạn thấy bạn Tính đã giới thiệu sơ cho các bạn thấy chúng ta cần phải tập trung, chúng ta cần phải chuyên tâm. Bạn Tính cho mọi người hiểu là cái điều gì mà nó giúp cho bạn từng bước làm ra sản phẩm và hoàn thiện sản phẩm từng bước. Nhìn thấy bạn giới thiệu nó rất là tuyệt vời, nó như như vậy. Cái điều gì trong bạn nó giúp cho bạn làm cái điều đó? Dạ, thực sự thì cái điều mà đầu tiên nó xuất phát từ cái đam mê của mình. Cái đam mê đó nó xuất phát từ việc mình
yêu thích, và khi mà mình càng tìm hiểu sâu về cái sản phẩm mà mình yêu thích, mình càng hiểu nó và mình mong muốn biết được cái giá trị cuối cùng của nó là gì, thì càng hiểu hơn thì nó lại càng cuốn hút mình, và mình mong muốn đem tới những cái giá trị thật nhất, những cái giá trị mà tuyệt vời nhất đến cho người thưởng thức. Thì cái đam mê cộng với cái mong muốn phục vụ cho cái sức khỏe của cộng đồng, mong muốn đem những cái sự chân thật đến cho người thưởng thức sau cùng, đó chính là cái điều mà nó giúp cho mình có thể vượt qua được những cái khó khăn, những cái thời điểm mà cũng có vẻ như rất là nản lòng, những cái thời điểm mà mình thất bại sau những cái lần thử nghiệm, nhưng mà cuối cùng mình vẫn mong muốn tìm ra được cái giá trị, và mình muốn chinh phục những cái giới hạn mà mình muốn vượt qua. Vừa rồi nghe bạn giới thiệu sản phẩm rất là hay, dĩ nhiên là chắc chắn có nhiều bạn rất muốn liên hệ với bạn, muốn lấy cà phê để bán hoặc là làm đại lý về trà, thì mọi người phải liên hệ với bạn như thế nào? Các bạn hoàn toàn có thể liên hệ trực tiếp với mình qua số điện thoại cá nhân 0918 928 773, hoặc là inbox của mình qua Facebook Nguyễn Thành Tính, hoặc là qua fanpage The Farm Coffee and Tea, hoặc là liên hệ để có thể tìm hiểu về sản phẩm qua website thefarm.com.vn. Vâng. Ai là khách hàng của bạn? Bạn có thể nói rõ hơn để mọi người hình dung ai có thể trở thành khách hàng của bạn? Sản phẩm của mình có thể phục vụ rất là nhiều đối tượng khác nhau. Hiện tại mình phân phối sản phẩm trực tiếp đến cho người sử dụng sau cùng. Song song đó mình có những cái giải pháp tư vấn về cà phê cho những người mới mở quán, và giải pháp cà phê cho lĩnh vực văn phòng. Có những cái văn phòng lớn vẫn đang là cái đối tác của mình, ví dụ như công ty Lotte, Duty Free, công ty Hòa Bình và Sun Góp Long Thành là những cái đối tác lớn mà mình đang làm việc. Song song đó thì những người bạn thân thiết hoặc là những người tiêu dùng mà trên khắp cả nước có thể sử dụng trực tiếp sản phẩm cà phê của mình rất là tiện lợi. Những ai đó muốn làm đại lý cho bạn thì như thế nào, điều kiện như thế nào để làm đại lý phân phối lại sản phẩm của bạn ạ? Đầu tiên chính là mong muốn của bạn để có thể hiểu về lĩnh vực cà phê này như thế nào, cũng như cái nỗ lực để mình có thể phát triển cái thị trường của bạn đến đâu. Sau khi trao đổi với nhau, mình có thể phát triển được nếu mà bạn có cái mong muốn làm việc. Cảm ơn bạn Tính rất là nhiều. Vậy thì cái con đường làm kinh doanh của bạn để tạo ra được những cái này, thì bạn có thể chia sẻ là bạn đã vượt qua những cái sóng gió, những cái chông gai như thế nào? Thực sự mà để ra được cái sản phẩm như vậy nó không đơn giản chút xíu nào hết. Đặc biệt là bạn tự sản xuất, bạn tự làm luôn, thì bạn có thể kể một cái chút xíu những cái sóng gió, những cái chông gai, những cái rất là khó khăn mà lúc mà bạn đã tạo ra được sản phẩm cho tới ngày hôm nay. Thực sự nếu mà nói về sóng gió chông gai thì thực sự rất là nhiều. Nó có thể xuất phát từ cái kiến thức của mình, xuất phát điểm nó rất là hạn hẹp, và cái sự hiểu biết về sản phẩm cũng như cái kỹ năng của mình, xuất phát điểm nó cũng gần như là con số 0. Thì trải qua rất là nhiều lần cà phê thì mình thấy lúc thì mình làm rất là ngon, nhưng mà sao tại vì lúc nào đó rang thì lại uống rất là khó chịu, thì mình đau đầu, mình trằn trọc rất là nhiều. Và có những lần rang cà phê rang xong mình tưởng rất là ngon, nhưng mà sau khi thử lại thì nó lại không như mình mong muốn, thì phải trải qua rất là nhiều lần rang thất bại. Nếu mà tính về số lượng cà phê mình bỏ ra mà không sử dụng được, chắc có khi tính cũng gần cả tấn cà phê. Nhưng mà ngày hôm nay mình cảm thấy rất là tuyệt vời là mình có được cái sự ổn định về sản phẩm cũng như cái chất lượng đầu vào, rất là yên tâm. Cái khó khăn tiếp theo chính là làm sao để có thể mở rộng thị trường, cũng như giúp cho mọi người có thể hiểu được cái chất lượng cà phê nguyên chất mà không có pha tẩm bất cứ gì nó đặc biệt thế nào, nó ngon ở chỗ nào. Bởi vì cái hiểu biết của người dân mình về cà phê nó cũng rất là hạn chế, cũng như nó
nó đang 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 bị đánh lừa bởi rất là nhiều cái thông tin khác nhau, cho nên làm sao để giải quyết được cái đó nó cũng là một cái bài toán mà mình phải trăn trở rất là nhiều. Vâng, vậy thì cái vừa rồi là bạn nói về sản phẩm, còn về bạn có nghĩ ra rằng rằng là ra kinh doanh chúng ta có cần phải có cái kiến thức về kinh doanh không, về khách hàng, về thị trường, về nhân viên, về cái cách làm sao đó để chúng ta đưa thương hiệu chúng ta càng ngày càng phát triển hơn? Thì thực sự một thời gian dài mình cuốn vào cái chuyên môn và cái làm sao để ra được cái cà phê chất lượng, nhưng mà khi mà mình đã thành công được trong điều đó rồi thì bắt đầu mình suy nghĩ là làm sao để có thể bán nhiều hơn, thì lúc đó mình mới nhận ra là mình chẳng biết gì về về thị trường, mình chẳng biết gì về kinh doanh cả. Và thực sự lúc đó là lúc mà nó cái khó khăn nó rõ ràng hơn, là làm sao để có thể đến được với người khác, làm sao để quản lý vận hành một cái doanh nghiệp, làm sao để có thể thương lượng về để có được một cái hợp đồng cung cấp, nó mình không biết phải làm như thế nào. Thì thực sự cái hiểu biết về kinh doanh là một điều cực kỳ quan trọng để giúp cho mình có thể đi xa hơn, đi dài hơn và phát triển cái doanh nghiệp bền vững hơn là điều mà không thể thiếu được. Vâng, cái cơ duyên nào bạn biết đến Bi Training và bạn lại đến Bi Training để tìm hiểu về cái kiến thức về kênh của anh? Thực sự đó cũng là một cái may mắn và một cái cơ duyên mà mình cũng không có, nó không nằm trong kế hoạch của mình, nhưng mà may mắn là trong những cái lúc mà mình loay hoay làm sao để phát triển thị trường thì mình được một người anh giới thiệu cho một lớp học. Đơn giản những thông tin mình biết là đây là một người thầy rất là tâm huyết và cũng trải qua rất là nhiều cái sóng gió giống như mình, thì tự nhiên mình thấy có điều gì đó mình thấy là mình cần phải biết về cái lớp học này. Đơn giản nó chỉ bắt đầu như vậy, nhưng mà khi mà tham gia học, khi mà mình hiểu và mình được lắng nghe những cái chia sẻ từ trong lớp Beginning của thầy Duy, thì mình ngộ ra rất là nhiều điều và mình được thuyết phục, bởi vì đây chính là những cái trải nghiệm rất là thật, rất là sống động của một người đã từng lăn lộn trong kinh doanh thật sự chứ không phải là lý thuyết. Thì mình biết về lớp Bi Training đến ngày hôm nay đã được cũng khoảng 4 tháng, và những cái sự thay đổi trong cái tư duy của mình rất là nhiều, cũng chính bởi những cái không chỉ là kiến thức mà ngay cả những cái thử thách của thầy nó cũng giúp cho mình thay đổi rất là nhiều. Tất nhiên điều gì nó cũng cần thời gian, nhưng mà mình biết ơn vì mình có những cái khoảng thời gian chất lượng, cũng như mình biết được những cái hướng đi nó rất là rõ ràng, mình cảm thấy rất là yên tâm với những cái kiến thức có được từ Beginning. Cảm ơn bạn Tín rất là nhiều. Bạn Tín có thể chia sẻ cho một số bạn trẻ về cái con đường làm kinh doanh, thì bản thân bạn là một người rất là chuyên môn và bứt phá ra bạn làm kênh doanh, và rất là nhiều bạn hiện tại cũng vậy, cũng đang là một người con đường chuyên môn và muốn nó làm kinh doanh nhưng lại không dám, bị sợ một cái gì đó, bị e ngại một cái gì đó. Vậy thì bạn chia sẻ cho các bạn đó cái khát khao của nhân chính, cái gì mà làm cho bạn bứt phá ra để giúp cho các bạn đó dám mạnh dạn ra làm, thay vì cứ thuộc thuộc thò thò nó sẽ không đi đến đâu hết. Bạn sẽ chia sẻ cái câu chuyện của bạn, cái lời khuyên của bạn. Thì thực sự là mình cũng không dám cho lời khuyên gì lớn lao, nhưng mà nó xuất phát từ những cái trải nghiệm hay là những gì mình đã trải qua. Thì mình thấy đầu tiên nó phải xuất phát từ trong chính cá nhân của bạn. Bạn mong muốn điều gì cho cuộc đời của mình? Bạn mong muốn đóng góp điều gì cho xã hội? Và thực sự nếu bạn là người mà yêu thích trải nghiệm và yêu thích sống một cái cuộc sống mà rất là thú vị, thì cái lĩnh vực kinh doanh là điều mà nó sẽ đem đến cho bạn những cái trải nghiệm tuyệt vời đó. Để bắt đầu một cái sự kinh doanh, nó đòi hỏi mình phải rất là can đảm để có một quyết định. Nó phải bắt đầu từ những quyết định ban đầu và liên tục quyết định, để mình có thể mạnh dạn bước ra cái con đường riêng của mình. Song song đó, bạn cần phải có được những người thầy, những người mà giúp cho mình có được những cái nhìn đúng đắn, những cái kiến thức rất là đúng đắn để trang bị cho mình
những cái nền tảng cần thiết. Mình nói là cần thiết bởi vì kiến thức về kinh doanh nó quá lớn và đa phần là về mặt lý thuyết, thì cái mà bạn cần đó chính là những cái lời khuyên mà thực tế nhất, sống động nhất mà bạn có thể áp dụng liền cho cái công việc của mình. Thì lời khuyên của mình chỉ gói gọn trong hai điều, đó là can đảm quyết định và bổ sung kiến thức. Vâng, cảm ơn bạn Tim rất là nhiều. Vậy là các bạn có một cái bây giờ chúng ta đã có hơn 25 phút trao đổi rất là chất lượng với bạn Tín. Các bạn phần nào hiểu được về cà phê, phần nào hiểu được chè xanh tuyết, và các bạn phần nào hiểu được cái khát khao của người ra làm kinh doanh, chúng ta vẫn phải tập trung làm đến nơi đến chốn, chúng ta phải tận tâm với nó như thế nào. Các bạn có thể liên hệ với bạn Tín qua cái số điện thoại hồi nãy các bạn thấy giữa quy trình, giữa cái đoạn video chúng ta có số điện thoại của bạn Tín. Các bạn sẽ thể tua lại để xem số điện thoại của bạn Tín, hoặc là lên trên Google gõ The Farm, hoặc là vào Facebook để liên hệ ngay với bạn Tín khi các bạn cần chia sẻ, cần làm đại lý, hoặc là đơn giản mua về thưởng thức. Bạn sẽ giúp cho bạn khắp mọi miền Tổ quốc, thậm chí Việt kiều của nước ngoài. Đây là một cái chương trình rất là đặc biệt, và các bạn cần bấm nút đăng ký phía dưới nhé, sẽ có rất là nhiều chương trình để chia sẻ với các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Cảm ơn các bạn. Rồi, bye bye các bạn.